Ionia là một đảo quốc độc lập nằm ở xa tít phía đông lục địa Valoran, được nhiều người biết đến với cái tên Vùng Đất Đầu Tiên, nơi mà vách ngăn giữa thế giới vật chất và tâm linh thường rất mỏng manh. Tràn ngập những thứ ma thuật khó kiểm soát, cùng nhiều sinh vật lạ lùng và nguy hiểm đã biến nơi này trở thành vùng đất của những điều huyền bí, nhưng cũng không kém phần kỳ diệu. Một hội cổ bí mật mang tên Kinku đã được thành lập với tôn chỉ theo đuổi sự cân bằng giữa hai thế giới. Những thành viên của hội thường xuyên vi hành giữa cõi vật chất và cõi linh hồn, làm trung gian cân bằng giữa hai thế giới thông qua sự hòa giải và đôi lúc là vũ lực nếu cần thiết. Và mọi thành viên đều phải thấm nhuần những triết lý cơ bản tương ứng với từng vị trí quan trọng của hội trước khi chọn một làm trọng tâm tu hành của mình. Shen chính là thành viên của hội, sinh ra trong một gia đình danh giá nhất tại Bắc Navori, con trai của đại sư phụ Kusho, người kế nhiệm mắt hoàng hôn của cha đã ràng buộc định mệnh của anh với hội Kinku. Anh thấm nhuần tôn chỉ của hội, nó thân thuộc với anh cũng như ánh chiều tà Ionia vậy. Anh hiểu sự cần thiết của cắt tỉa cây rừng, sự quyết đoán của bước trên mặt trời. Nhưng trên tất cả, anh học được sự sáng suốt của nhìn ngắm ngàn sao. Sự chú tâm thiền định và học hỏi suốt thời thơ ấu, anh được tất cả các sư phụ lấy làm gương. Chỉ có duy nhất một người sánh ngang với anh, cậu bạn thân nhất, Z. Họ lớn lên cùng nhau, tâm sự với nhau về giấc mơ và hy vọng của mình. Shen thấy ở Z một góc nhìn mới mẻ trong mọi vấn đề, và cả hai đều trở thành môn đồ sáng giá nhất tại hội Kinku. Theo trình độ của họ ngày càng tăng lên, Kusho đem cả hai trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, bao gồm cuộc truy lùng ác quỷ hoàng kim hoành hành tại tỉnh Jun. Mất hàng năm trời, nhưng Shen vẫn kiên tâm dù phải đối mặt với vô số vụ giết người ghê tởm. Khi bắt được ác quỷ, hóa ra hắn là Khadajin, một tay dựng sân khấu cho mấy đoàn kịch rong. Thay vì xử tử, đại sư phụ Kusho chỉ tống hắn vào ngục. Dù cả Shen và Z đều nghĩ rằng hắn xứng đáng phải chịu hình phạt nặng hơn, nhưng Shen vẫn chấp nhận quyết định của cha. Anh muốn noi theo sự lãnh đạm của mắt hoàng hôn, nhưng điều này không thể do dịu một Z đầy cay đắng và uất hận. Ngay cả khi quân sơn lược Noxus đe dọa nền văn minh của vùng đất đầu tiên, Shen vẫn miễn cưỡng ủng hộ Kusho không làm gì. Z rời Kinku để tham chiến, và Shen vẫn ở lại trong bốn bức tường. Nhiều tỉnh đã bị kẻ địch chiếm đóng, nhưng Shen chỉ tập trung duy trì sự cân bằng tâm linh ở Ionia. Trong một lần, khi đi xa làm nhiệm vụ, anh đã cảm nhận được sự mất cân bằng trỗi dậy bên trong hội Kinku và vội vã trở về. Anh bắt gặp những người sống sót sau cuộc tấn công đẫm máu. Qua lời kể của họ, anh biết được Z đã chiêu mộ đệ tử và chiếm đền. Tệ hơn nữa, cha của Shen đã bị sát hại trong tay kẻ anh từng coi là ruột thịt. Shen nén đau thương dẫn những người còn sót lại của hội đến chỗ an toàn trong dãy núi. Anh thừa kế thanh kiếm hồn của cha, cũng như danh hiệu mắt hoàng hồn. Nhiệm vụ của anh không phải báo thù, mà là tái lập lại trật tự vốn có của hội. Đi theo chủ trương ấy, anh bắt đầu chiêu mộ thành viên mới và huấn luyện những người khác, hy vọng sẽ phục hồi được sức mạnh cho hội. Đặc biệt, một môn đồ thể hiện tiềm năng vô hạn, Shen dạy dỗ về nghệ thuật ẩn thân cho cô gái đó, Akali Jomenthet. Mẹ cô, Mayim, người nắm giữ danh hiệu nắm đấm bóng đêm bên cạnh Kusho, và dường như con gái bà sẽ đi theo con đường đó. Do vậy, Shen vẫn cố gắng tiết chế mỗi khi Akali định đánh trả những kẻ trần tục. Khi Noxus rút đi, dân chúng Ionia ăn mừng kháng chiến thắng lợi. Những người khác, như Shen, vẫn tiếp tục giải quyết những hậu quả chiến tranh. Anh bền bỉ thực hiện bổn phận của mình. Dù nội tâm anh tranh đấu bao lần về mối hận với Z, về mối ngờ vực với khả năng lãnh đạo của bản thân, hàng năm trời xung đột đã giáng một đòn nặng nề xuống vùng đất đầu tiên. Và Shen không chắc liệu xây dựng lại hội Kinku có thể tái lập cân bằng như trước. Quả vậy, kể cả khi Akali đã trở thành nắm đấm bóng đen, anh bắt đầu cảm thấy cô bắt đầu xa dần. Đến một lúc, cô công khai lên án anh và rời hội. Shen vẫn thiền định, nhìn ngắm những vì sao và hiểu Akali cần tìm con đường riêng cho mình. Hội Kinku cũng vậy. Đôi khi, giữa những cuộc chiến vô hình trong thế giới tâm linh, Shen lại chiêm nghiệm về giá trị chân chính từ đức tin của mình. Anh chưa bao giờ để cảm xúc ngăn mình giữ gìn truyền thống. Nhưng vẫn câu hỏi đó, một người có thể đi giữa hai thế giới bao lâu trước khi những hành động ở thế giới này hủy diệt thế giới kia?